thử River Sun Mall, quay thử coi có cảnh nào đẹp không ha. Đi, mình cùng đi nha. Cũng là lần đầu tiên đi đến với cái Working Mall ở thành phố Riverside. Khi bước xuống xe, cảm giác đầu tiên của Ly là thời tiết. Thời tiết buổi chiều rất là ấm áp, dễ chịu, cảnh trí cũng khá là đẹp. Bên đường thì có rất là nhiều tiệm ăn, một cái rạp chiếu phim. Thấy mọi người đang cùng với gia đình đi dạo quanh. Giữa có một cái đường để cho xe chạy. Đi thấy đói bụng rồi, đi tìm một cái tiệm nào để ăn ha. Mình bước vào cái Ono Hawaiian BBQ nha. Number 4, Hawaiian BBQ Mix. Bây giờ mình ăn thôi. Đi thấy cảnh cũng buổi chiều nó cũng sắp ngã về tối rồi. Khi đi ra thì bắt gặp một cái cảnh rất là dễ thương đáng yêu, đó là những đứa học sinh nó đang ca hát ngoài trước cổng và trước phim cho mọi người xem. Trời tối rồi, chúng ta đi về thôi. Đi thấy cái Working Mall này nó nhỏ nhỏ nhưng nó lại có rất là nhiều tiệm đủ để cho chúng ta vui chơi, ăn uống một chút. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người luôn vui vẻ.